chương một trở thành phù thủy bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com ba mẹ đó có lẽ là tiếng kêu hạnh phúc nhất của một đứa trẻ 2 tuổi như tôi họ thương tôi lắm châu chuốt cho tôi mọi thứ không để tôi thiếu thốn bất kỳ thứ gì nhưng ngoài việc tên biết tên và sinh nhật họ thì nghề nghiệp tôi không hề biết gì cả ba mẹ tôi đi sáng đến tối có khi rảnh nguyên ngày để chơi với tôi có lần tôi hỏi nghề của họ nhưng họ đánh trống lãng sang chuyện khác, chợt một hôm tại bãi đất trống. Mày nghĩ mày là ai mà dám quyệt tiền đại ca, mày tưởng mày ngon lắm à, mấy anh ơi tha cho tôi đi, con tôi bệnh tôi chạy tiền chữa bệnh cho nó nên không còn tiền để trả cho các anh, tôi van xin các anh cho tôi nợ thêm vài tháng, tôi thấy cảnh đó rất tội ông ta, bọn mặc áo đen rất cao và bảnh đang đứng hầm hồ hùng dũng quát mắng ông ta tôi nghĩ bọn áo đen là giang hồ hay cho vay nhận lãi không nghề này thì nghề khác chỉ là nghề không có lương tâm, còn ông ta thì chỉ biết quỳ gối van xin, chợt bọn. Họ đánh ông ta, tôi hoảng sợ và tội ông ta, tôi cực ghét những người đánh người khác. Ngưng tiếng vang hùng dũng giống như bày đàn, một lời nói là bọn họ dừng lại hành động, người vang câu nói đó mặc áo sơ mi trắng và vét đen rất bảnh toát vẻ là một người đứng đùn đáng thương bò lê lại chỗ hắn ta vang xin rất tội nghiệp nâng cầm ông ta lên khuyết môi cười. Được đến một đến ba ông hãy ra khỏi đây, không ra kịp đừng hối hận, ông ta nghe xong mặt tái nhật hớt hả lo chạy nhưng vì bọn lúc nãy đánh nên ông có vẻ chạy chậm, tôi mong cho ông ta thoát được. Đúng. Ông ta ngã khủy sau lưng đầy máu, và người hùng dũng lúc nãy trên tay cầm súng và bắn hắn tôi ngỡ ngàng ngay người nhìn kỹ hắn thì hắn là ba tôi chợt có tiếng động ba tôi quay lại nhìn hướng phát ra tiếng động và thấy tôi ông ta ngỡ ngàng nhìn tôi khuôn mặt bất ngờ yến nguyệt sao con lại ở đây tôi hoảng sợ chứng kiến cảnh ghê sợ đó tôi lắc đầu ba tôi ông ta rất hiền thương tôi lắm mà sao lại vậy quá hoảng sợ tôi liền chạy vừa chạy vừa khóc khóc trong sự vô vọng đến nhà nước mắt còn động trên khóe mắt mẹ tôi nhìn lấy lo lắng hỏi con sao vậy? Sao lại khóc thế kia? Ai ăn hiếp con sao? Mẹ tôi không ngừng lo lắng, rất lo lắng cho tôi nhưng sự thất vọng làm tôi càng phải khóc, tôi chạy vào phòng, đóng cửa một một cách thô bạo, tôi khóc nức nở khóc rất lớn. Mẹ tôi lo lắng đập cửa ba tôi về, mẹ tôi chạy lại vẻ mặt đầy lo lắng. Anh à, con mình nó sao vậy? Có khóc hoài kia nó biết hết tất cả về nghề của chúng ta rồi, ba tôi vô vọng cất tiếng trả lời đầy sầu cảm, lặng lẽ trong góc phòng hai ngày, tôi lặng lẽ bước ra cửa, mẹ tôi lại ông tôi xem tôi có gậy đi không, mẹ tôi gần như muốn khóc. Mẹ xin lỗi con, ba mẹ không muốn nói sự thật bởi vì. Ba. Mẹ. Đừng cho con làm công chúa nữa hãy biến con thành phù thủy đi tôi cắt ngang lời mẹ, khẩn cầu rất nghiêm túc. Họ nhìn tôi ngỡ ngàng. Con à như thế nếu con muốn như thế ba sẽ đồng ý anh à ba tôi đi ra khỏi nhà không nói gì thêm mẹ tôi lo lắng hỏi tôi như muốn tôi thay đổi suy nghĩ con à như thế không được đâu nguy hiểm lắm con à mẹ à con xin lỗi nhưng con thật sự rất nghiêm túc đấy ạ à. con không để mẹ lo lắng đuôi tôi kiên quyết để cho mẹ không phải lo lắng liệu cô bé ngô ngọc yến nguyệt có trở thành một phù thủy như cô mong muốn chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo tại sao cô lại muốn trở thành phù thủy hãy chờ đón chương mới nhé. Nghe trọn bộ tại mê truyện audio.com, link trực tiếp ở phần mô tả.